Và ở đây bây giờ mình sẽ ví dụ là mình đặt cảm biến này ở dưới nền nhà. Và bây giờ nước thủy triều sẽ dâng tràn vào nhà, hoặc là nước lũ tới nha các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với video của điện tử DT. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp một bộ tương tự như đoạn video demo vừa rồi. Thì bộ này sẽ có chức năng là báo thủy triều dâng, báo ngập hoặc là báo tràn. Thì bộ này rất là đơn giản và sản phẩm sẽ phù hợp với lại các mô hình khoa học kỹ thuật và có thể ứng dụng trực tiếp vào đời sống hàng ngày luôn nha. Và bộ này sẽ phù hợp với lại những nhà hay ở khu vực bị ngập nha các bạn. Chúng ta sẽ đặt cảm biến này gần nền nhà khi mà thủy triều dâng hoặc là trời mưa lớn mà nước này bị ngập đến cảm biến, thì cảm biến sẽ báo để chúng ta biết nha. Với những trường hợp chúng ta đặt ổ điện hoặc là thiết bị dưới nền nhà thì khi mà nước ngập vào thì chúng ta sẽ không biết, thì chúng ta bước xuống nước sẽ rất nguy hiểm nha các bạn. Và có thể ở video sau mình sẽ cải tiến thêm chức năng đó là tự động ngắt điện trong nhà và luôn cả luôn chức năng báo còi này nha. Và ngoài ra sản phẩm còn có chức năng báo tràn và một số ứng dụng khác. Hiện tại tất cả sản phẩm trên màn hình mình sẽ để đường dẫn ở dưới phần mô tả video, hoặc các bạn có thể truy cập điện tử dt.com tìm kiếm với từ khóa tương ứng với lại các sản phẩm có trên màn hình. Và để lắp được bộ này thì chúng ta sẽ cần các linh kiện như sau: một modem kích relay 5V, một cảm biến độ ẩm đất, ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cảm biến độ ẩm đất nha các bạn, một còi 6 tiếng, một giắc cái DC ra hai đầu domino, thì giắc này chúng ta sử dụng để dễ dàng đóng lắp hơn nha, và một nguồn 5V ra giắc được DC 5.5mm. Nếu chúng ta có nguồn rồi thì chúng ta sẽ không cần mua nữa nha các bạn. Và một số dây bớt hoặc là dây điện để chúng ta dễ đóng nối hơn nha. Và sau khi có đầy đủ các linh kiện thì mình sẽ lắp theo sơ đồ có trên màn hình. Và đây mình đã lắp xong. Các bạn chú ý là các bạn cần lắp đúng cực, các bạn lắp sai cực khi chúng ta cấp nguồn có thể làm hỏng cảm biến độ ẩm đất này các bạn. Do cảm biến độ ẩm đất này rất là nhạy. Trên cảm biến độ ẩm đất sẽ có VCC, gain D và chân DO và chân IO. Ở ứng dụng này thì chúng ta sẽ không sử dụng chân IO, chúng ta sẽ sử dụng chân DO. Chân DO sẽ có nhiệm vụ là kích chân in có bên modem delay. Và chân VCC chúng ta sẽ đấu với điện dương và chân gain D chúng ta sẽ đấu với điện âm. Ở trên modem relay cũng vậy, thì chúng ta sẽ đấu D cộng vào điện dương và D trừ vào điện âm. Và các bạn lưu ý là trên modem kích relay thì chúng ta sẽ chuyển zoom sang cạnh chữ L để kích ở mức thấp nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cấp nguồn. Và trên giắc cái DC ra hai đầu mino cũng có ký hiệu là cộng trừ, cộng là dương, âm là trừ, chúng ta sẽ đấu đúng ký hiệu như trên đây, là khi chúng ta cắm vào thì ở phía cộng sẽ ra điện dương, phía trừ sẽ ra điện âm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào. Và khi mình cấp nguồn cho mạch thì trên mạch của cảm biến độ ẩm đất sẽ có một đèn LED hiển thị là mạch đã có nguồn, và trên modem kích relay cũng vậy. Và trên cảm biến độ ẩm đất sẽ có một chiếc áp dùng để điều chỉnh độ nhạy, và chúng ta sẽ sử dụng một tua vít dẹp nhỏ để điều chỉnh chiếc áp này. Chúng ta sẽ dặn về phía bên phải để tăng độ nhạy và dặn về phía bên trái để giảm độ nhạy nha. Ví dụ bây giờ mình sẽ có một chậu nước này. Và đây điều kiện để cảm biến nhận diện được nước thì bắt buộc là nước phải ngập lên hai bản cực này luôn nha các bạn. Nếu mà nước ngập trên một trong hai bản cực thì cũng không có tác dụng nha các bạn. Vì vậy nếu sử dụng ở nền nhà thì các bạn sẽ đặt cảm biến hẳn đứng ở nền nhà nha các bạn. Như đây. Và tùy theo độ nhạy mà các bạn mong muốn thì các bạn sẽ chỉnh chiếc áp này. Các bạn sẽ dặn sang phải để tăng độ nhạy và dặn sang trái để giảm độ nhạy nha. Khi các bạn dặn sang trái để giảm độ nhạy thì chúng ta càng nhún cái cảm biến này càng sâu nha các bạn. Và khi chúng ta dặn nhiều về phía bên phải để tăng thì chúng ta chỉ cần chạm một ít vào thì cảm biến đã nhận diện được rồi. Và như mình cũng nói vừa rồi thì một trong hai bản cực bị ngập nước thì sẽ không có tác dụng nha các bạn. Nước phải ngập cùng lúc cả hai bản cực nha.
Và ở đây bây giờ mình sẽ ví dụ là mình đặt cảm biến này ở dưới nền nhà. Và bây giờ nước thủy triều sẽ dâng tràn vào nhà, hoặc là nước lũ tới nha các bạn. Mình sẽ đổ một ít nước vào ví dụ nha. Và như vậy là cũng rất là đơn giản và hiệu quả nha các bạn. Và video của điện tử đây là hết. Các bạn có bất cứ góp ý gì hãy để lại bình luận dưới phần mô tả video. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.